Tôi thấy là dường như chúng ta vẫn còn đang rất là lúng túng trong cái việc định vị một cái thương hiệu Việt Nam và đâu là cái sở trường là cái thế mạnh để từ đó chúng ta có thể phát triển được. Thương phương liệu uh, chúng ta đã đặt nhầm chỗ những thế mạnh của chúng ta chưa hay chúng ta chưa định vị được. Quan điểm của ông như thế nào ạ? Chúng ta đều hiểu là cái cốt lõi của cái sự thành công của một cái doanh nghiệp cũng như một cái nền kinh tế đó thì nó nằm ở hai cái yếu tố. Thứ nhất ý, là phải lựa chọn khôn ngoan và thứ hai là phải tiếp cận thông minh thế thì rõ ràng mà nói là chúng ta chưa bàn đến cái sự lựa chọn này có thể chúng ta bàn đang bàn rất nhiều chuyện những câu chuyện từng tháng những câu chuyện từng quý những câu chuyện từng năm nhưng mà cái cái câu chuyện là cái giá trị Việt Nam này, ở đâu thì chúng ta chưa bàn đến có thể đâu đó thì cũng có những ý kiến nhưng chúng ta thực sự chưa có những cái cái diễn đàn để bàn về chuyện này thế và lựa chọn đúng lựa chọn khôn ngoan chưa hẳn đã là thành công mà còn là phải tiếp cận thông minh nữa thì đến cái câu chuyện tiếp cận thông minh này, lại phải có những các cái định vị tốt ví dụ như anh vũ vừa chia sẻ cái tiếp cận của người hàn quốc và họ biết là họ không thể đua tranh về công nghệ với lại Nhật Bản được thì cái cách tiếp cận của họ họ đầu tư vào hình ảnh và design và họ mời những người như là Samsung mời George Armani, Chris Belgo, toàn những nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Và chúng ta cũng biết là tại sao Hàn Quốc họ tiếp cận như vậy. Bởi vì cái người đi sau đó, mà đuổi theo cái công nghệ của người đi trước á không có đuổi được anh phải chơi cuộc chơi khác Đấy. và người ta người ta tìm những cách tiếp cận khác vậy thì Việt Nam của chúng ta không có thoát được cái quy luật này Đấy. đây nó là một cái như là một cái công thức Đấy. và nếu anh uh, lựa chọn khôn ngoan và anh tiếp cận thông minh thì anh sẽ thành công và cái nền kinh tế nó sẽ chuyển rất nhanh cái câu hỏi đặt ra là bao nhiêu năm nữa chúng ta theo kịp Thái Lan, theo kịp Mã Lai, theo kịp Singapore chẳng hạn. Nếu chúng ta cứ từ từ, từ lớp 1 rồi lên lớp 2, rồi cấp 1 thì lên cấp 2, thì có lẽ là ai cũng nhìn thấy khó. Nhưng mà trên thế giới này rõ ràng nó có những cái mô hình phát triển mà làm chúng ta sửng sốt luôn. Bởi vì người ta chỉ lựa chọn khác đi, tiếp cận khác đi, nó phát triển rất kinh khủng. <laughs> chúng ta cũng biết là trước đây thì Mã Lai là ai, Thái Lan là ai và thậm chí cả Hàn Quốc là ai chúng ta biết. Chứ chưa kể những mô hình hiện nay rất là khủng khiếp về sự phát triển ở trên thế giới ai cũng phải kinh ngạc như là uh, Singapore và mới nhất là gì Israel, Dubai. mà rõ ràng là cái nền tảng của họ Singapore là một làng trài Israel là một cái vùng hoang mạc khô cằn, chiến tranh liên miên và Dubai là một cái sa mạc. đấy. Đúng, cái theo... cái câu chuyện mà mà tôi chúng tôi muốn bàn đến là chúng ta phải bàn từ cái gốc đó, bởi vì không bàn được cái gốc đó thì cái nỗ lực của các doanh nghiệp ấy, nhiều lúc nó giống như là múa gậy trong bị vậy, nó rất khó. Đấy. Là thì <laughs> nó đòi hỏi mình xem xét về cái tư duy đột phá và sáng tạo, chứ không phải là tư duy theo kiểu trình tự và tuyến tính. Những cái quốc gia mà phát triển một cách vượt bậc không bao giờ đi theo kiểu trình tự tuyến tính được. Một vấn đề đặt ra là hỏi rằng là Việt Nam có cái cơ hội để chơi cái cuộc chơi đó không? Để định vị có lẽ là theo cái thuyết của định vị trung tâm hay không? Mà nguyên tắc, mà nguyên lý của cái định vị trung tâm là nếu anh định vị đúng thì các nguồn lực nó sẽ đổ về cùng anh. và sau đó là Việt Nam chỉ cần là biết mình định vị thì chuẩn bị các nguồn lực để chuyển hóa nguồn lực đó thành của mình à, thì cái vấn đề nó sẽ thành công. Tôi thì qua quá trình mà nhìn nhận, khảo sát những bài học hưng thịnh và suy vong ở từng cấp độ từ trong cái lịch sử của nhiều thời kỳ khác nhau và kể cả bây giờ này đánh giá lại cái vấn đề là vốn liếng chiến lược của việt nam hữu hình cũng như vô hình từ vấn đề địa lịch sử địa văn hóa địa chính trị địa kinh tế à, thì vấn đề rồi cộng thêm cái vận hành của thế giới cái xu hướng của thế giới những cái vấn đề mà của toàn cầu hóa vân vân thì tôi nghĩ việt nam hoàn toàn có thể thành một trung tâm ấy à, nhưng mà nói vậy nó phải có tiếp cận trên cái nguyên lý khác không thể nào mà tiếp cận theo kiểu trình tự tuyến tính đó mà mình giải quyết được như vậy liệu. là có vẻ chúng ta đang đi nhầm nguyên lý tôi thì tôi nghĩ rằng như là cái cách lựa chọn thôi giống như anh Phương anh anh cũng có khái quát đó, tôi thấy tôi nói, mình lựa chọn mình là mình là như thế nào rồi mình tiếp cận cái cách nó ra sao để mình giải quyết vấn đề đó yeah. Thì cái đấy là cái mà không phải là nhầm hay không nhầm nhưng mà cái góc nhìn cái cách mà, mà đặt vấn đề tôi Lựa nghĩ thì, hiện, thì nay, kết quả ấy rồi. hiện nay là tư duy của chúng ta toàn bộ là tuyến tính trình tự và chúng ta có một cái bệnh chung là nhiều khi chúng ta không dám nghĩ mình là trở thành một thứ đó chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta phải đua với nào ông thái lan ông ông mã lai ông này ông kia tôi thì tôi nghĩ nếu mà đua thì đua ông đầu luôn Mấy cái vấn đề hỏi đặt ra có ta chơi được hay không và ta thiếu cái gì đó ta chơi anh phương nhắc với tôi dubai trường hợp dubai là trường hợp tôi nghiên cứu nó khá kỹ và những cái bài học của họ cái kinh nghiệm của họ họ đơn giản lắm bắt đầu họ rất là định vị họ muốn dubai trở thành một cái nơi như thế thì điều đầu tiên họ làm là họ tách ra một bộ máy họ cho nó thử nghiệm ở một cái mô hình rất nhỏ rồi khi mà họ thành công rồi bắt đầu họ lấn dần đưa vào dần 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 để thành cái thứ khác thì cái đấy là cái nó rất là thông minh và khôn ngoan rồi còn nhiều cái vấn đề mà họ đưa tài chính vào như thế nào đưa nguồn lực thế giới vào như thế nào đưa những các cái, cái cái cái, tập đoàn tập đoàn vô như thế nào thì cái đấy là cái mà tôi nghĩ thuộc về chính sách và cái vấn đề tiếp thị quốc gia tầm đó. Thưa ông, thưa ông, con nghĩ là chúng ta cái môi trường vĩ mô của chúng ta về chính sách, về cơ chế và về cái người nhạc trưởng đứng lên cầm đầu thì chúng ta chưa có không? Đó là cái cái thiếu của chúng ta. Không? <laughs> tôi thì tôi mong một chuyện thôi, thế giới đã thay đổi rất nhiều thì việt nam phải thay đổi rất nhiều để thích ứng thích nghi và không phải là thích nghi thích nghi là một cái trạng thái rất là thấp của cả, ở cạnh tranh quốc gia mà phải đi tìm mưu tìm một vị trí cao trong cái bối cảnh này thay đổi để tìm một vị trí cao chứ không phải thay đổi để thích nghi để, để tồn tại việt nam có cơ hội để có thể đi mưu tìm một vị trí cao hơn nhưng có nghĩa chúng ta đủ tự tin để thích ứng không